Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Nóng, chuyên gia Bộ Công an vạch trần âm mưu của Tịnh Thất Bồng Lai, nhắc đến bà Nguyễn Phương Hằng và vụ từ thiện. Bắt thêm một phó giám đốc và 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Phê bình kiểm điểm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Khởi tố đối tượng hành hung nhân viên y tế ngay phòng cấp cứu Đắk Nông. Khách quên rút chìa khóa, bảo vệ ngân hàng mở cốp xe máy, cuỗm hơn 10 triệu đồng. Người phụ nữ mất bạc triệu vì tin quảng cáo việc nhẹ lương cao trên Facebook. Sau đây mời quý vị các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Nóng, chuyên gia Bộ Công an vạch trần âm mưu của Tịnh Thất Bồng Lai, nhắc đến bà Nguyễn Phương Hằng và vụ từ thiện. Trong chương trình Chuyện bàn trà của VTC16, những vấn đề nóng hổi trở thành chủ đề bàn luận của MC cùng các khách mời. Đặc biệt trong tập này có sự tham gia của Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học của Bộ Công an, doanh nhân Ngô Thế Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dược phẩm Minh Gia, thay vì các nhà thơ, nhà văn như thường lệ. Tịnh Thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ, trở thành cái tên bị nhắc đến đầu tiên vì những ồn ào vướng phải thời gian qua. Biên tập viên Thu Huyền nói, đến nay Công an tỉnh Long An và cơ quan chức năng khác cũng đã điều tra xác minh và có đủ cơ sở để xác định đây là cơ sở lợi dụng Phật giáo để giả sư, lấy danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, nhưng thực chất là con cháu ruột để trục lợi từ tiền từ thiện. Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An cũng khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải cơ sở tự viện hợp pháp. Những người sống ở nơi đây cũng bị cho là giả danh thầy tu, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo. Chia sẻ về Tịnh Thất Bồng Lai, Trung tá Đào Trung Hiếu khẳng định lại một lần nữa, kết quả điều tra xác minh của Công an Long An. Ông nhắc lại chuyện 5 đứa bé sống ở đây, đi thi thách thức danh hài, tuyên bố là trẻ mồ côi rồi kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền. Ông Đào Trung Hiếu nói, theo nhìn nhận của tôi, hành vi này đã có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Các cháu bé này như một công cụ được người đứng đầu tự viện đưa ra để thực hiện hành vi gian dối. Dấu hiệu gian dối là dấu hiệu rất đặc trưng cho mặt khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các cháu bé ở đây được tận dụng, sử dụng như một công cụ để truyền đạt thông tin sai sự thật. 3/5 cháu bé sống cùng mẹ ruột. Ngoài ra, theo lời khai của Lê Thanh Minh Tùng, người xuất hiện trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, thì xác định những người trong tự viện đó đều có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân. Điều này cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Tôi biết hiện nay các cơ quan bảo vệ pháp luật đang tiến hành điều tra xác minh. Trong khi đó, doanh nhân Ngô Thế Vinh thì so sánh chuyện sư giả này với tình trạng hàng giả trên thị trường. Biên tập viên Việt Cường cho biết, chính anh cũng cảm thấy rất hoang mang khi giờ đây mọi thứ thật giả lẫn lộn, ngay cả tôn giáo cũng có thể bị đạo nhái. Đáng chú ý, Trung tá Đào Trung Hiếu liên hệ đến chuyện từ thiện giả. Ông cho rằng hệ quả nguy hiểm nhất mà nó để lại chính là dư luận bị xói mòn lòng tin. Ví dụ sang năm lại có bão lũ như vậy, lại có cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện. Nhưng liệu chúng ta với tư cách những người giàu lòng nhân ái có dám rút tiền ra để đưa cho người đó nữa hay không? Hay chúng ta lại tự hỏi liệu tiền của mình có đến được tay người cần không? Bắt thêm một phó giám đốc và 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 4 đối tượng là cán bộ viên chức thuộc đơn vị này, gồm Nguyễn Chí Dũng, phó giám đốc Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thị Bích Hạnh, trưởng phòng tài chính kế toán, Nguyễn Đỗ Nguyên, trưởng khoa tổng hợp và Lương Ngọc Tuấn, phó trưởng khoa khám mắt. Các bị can đều cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, đầu tháng 2 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can là cán bộ Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh, gồm Nguyễn Minh Khải, nguyên giám đốc, Võ Thị Trinh Nga, nguyên phó giám đốc, Phí Duy Tiến, nguyên phó giám đốc, Nguyễn Quốc Toản, nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Minh Khải, thời điểm đang là giám đốc bệnh viện, chỉ đạo một số bác sĩ là thành viên hội đồng đánh giá hàng mẫu, định hướng thống nhất, làm sai lệch kết quả xét thầu để loại sản phẩm dự thầu của nhà thầu công ty Codufa. Cụ thể, ông Khải biết các mặt hàng tham gia dự thầu của các nhà thầu, công ty Codufa, công ty Tâm Hợp, công ty Hào Tín trong các phần thầu cùng tương đương đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, ông Khải chỉ đạo thuộc cấp lấy ý kiến đánh giá của hội đồng đánh giá về chuyên môn kỹ thuật
sử dụng các tiêu chí không được quy định trong hồ sơ mời thầu để đánh giá không đạt yêu cầu kỹ thuật đối với mặt hàng dự thầu của công ty Cordufa trái luật. Các bị can còn có nhiều hành vi sai phạm khác, làm xiếc để hai công ty khác trúng thầu. Đến tháng 11 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về những sai phạm về đấu thầu liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo. Tại phòng làm việc của ông Nguyễn Minh Khải, giám đốc bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh và các phòng ban khác, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều thùng lớn tài liệu. Trước đó, cuối tháng 10 năm 2017, thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận về hàng loạt sai phạm ở bệnh viện mắt trong việc quản lý, sử dụng các khoản thu chi riêng trong bệnh viện này. Trong kết luận thanh tra, bệnh viện mắt đã xảy ra quá nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động, quản lý sử dụng tài chính mang tính hệ thống một cách tùy tiện. Trên cơ sở kết quả thanh tra, số tiền hơn 283 tỷ đồng là số tiền còn tồn của khoa khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao được bệnh viện mắt quản lý hạch toán riêng, không phản ánh vào báo cáo tài chính của bệnh viện mắt và số tiền hơn 8,1 tỷ đồng thu vượt quá so với quy định tại cơ cấu giá phẫu thuật LASIK thường quy từ năm 2013 đến 2016 từ tài khoản tạm giữ của thanh tra thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất chuyển nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra C01 từng ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Bị hại trong vụ án được xác định là những bệnh nhân từng sử dụng dịch vụ thay thủy tinh thể nhân tạo tại bệnh viện với giá cao hơn so với thực tế và bị móc túi số tiền không hề nhỏ. Khi thực hiện đấu thầu mua sắm, một số cá nhân là lãnh đạo bệnh viện này đã làm trái quy định của pháp luật về đấu thầu để loại mặt hàng thủy tinh thể nhân tạo đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và có giá dự thầu thấp nhất, rồi mua các mặt hàng thủy tinh thể có giá dự thầu cao, gồm thủy tinh thể nhân tạo CT Asphina 509M giá 3,1 triệu đồng một cái, thủy tinh thể nhân tạo CT Asphina 509MP giá 3,6 triệu đồng mỗi cái, thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 601PI giá 3,4 triệu đồng một cái và thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 201P với giá gần 3 triệu đồng mỗi cái. Những hành vi trái pháp luật này đã làm bảo hiểm y tế và người bệnh phải chi trả thêm phần chênh lệch cao hơn khi Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh chọn mặt hàng thủy tinh thể có giá cao hơn trúng thầu trái quy định. Tại thời điểm đó, cơ quan cảnh sát điều tra xác định vụ án đã gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng. Cụ thể gây thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm Y tế 5,2 tỷ đồng, người bệnh có bảo hiểm y tế 7,1 tỷ đồng và người bệnh không có bảo hiểm y tế hơn 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, bệnh viện này còn sử dụng hai hệ thống kính hiển vi phẫu thuật mắt không đúng quy định, làm thất thoát số tiền gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, thanh tra thành phố Hồ Chí Minh còn chỉ ra, từ năm 2013 đến 2016, Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh thu vượt so với quy định cơ cấu giá phẫu thuật LASIK với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ, đặc biệt là nguồn thu hơn 1.000 tỷ đồng trong hơn 3 năm gần đây của riêng khoa khám và điều trị theo yêu cầu và các khoản chi chưa được kiểm tra, kiểm toán, không được bệnh viện đưa vào hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính hàng năm của bệnh viện. Phê bình kiểm điểm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Ngày 26 tháng 11, nguồn tin của chúng tôi xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị vừa ký văn bản phê bình kiểm điểm ông Phạm Văn Tịch, trưởng ban quản lý khu công nghiệp tỉnh này liên quan đến các sai phạm khuyết điểm trong quá trình công tác. Cụ thể, ông Tịch có nhiều sai phạm phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được thể hiện tại kết luận thanh tra số 79 của Sở Nội vụ. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo phê bình và yêu cầu ông Phạm Văn Tịch nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ thi hành công vụ từ năm 2019 đến 2020. Đề nghị ông Tịch xem đây là một bài học sâu sắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quy tụ sự đoàn kết, chấp hành kỷ cương kỷ luật của công chức viên chức, người lao động trong ban quản lý khu công nghiệp tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và không để tái phạm trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị ban quản lý khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch và giải pháp để khắc phục các nội dung sai phạm theo kiến nghị tại kết luận thanh tra số 79 ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ. Như đã đưa tin, vào ngày 11 tháng 11 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp có sự tham dự của các sở ngành lấy ý kiến xem xét xử lý kỷ luật ông Phạm Tịch. Tương tự, ban quản lý khu công nghiệp tỉnh cũng bỏ phiếu lấy ý kiến làm cơ sở xem xét lập quy trình xử lý kỷ luật ông Đa Văn Minh, giám đốc công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú,
là đơn vị trực thuộc chịu sự điều hành của Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Kết quả thể hiện, dưới 50% phiếu bầu thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Phạm Văn Tịch, hơn 50% số phiếu đề nghị kỷ luật ông Đa Văn Minh. Nguyên nhân bỏ phiếu trên do Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk tồn tại thực trạng trên bảo dưới không nghe giữa ông Tịch và ông Minh kéo dài nhiều năm, gây nên tình trạng mất đoàn kết nội bộ ở ban này. Kết luận thanh tra số 79 đã chỉ ra nhiều sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, qua đó kiến nghị đơn vị này khẩn trương khắc phục các hạn chế tồn tại trên và làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan. Cụ thể, để xảy ra các sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghiệp, trực tiếp là trưởng ban ông Phạm Văn Tịch và các đơn vị tham mưu. Chuyển sang thông tin khác, khởi tố đối tượng hành hung nhân viên y tế ngay phòng cấp cứu Đắk Nông. Ngày 26 tháng 11, Công an huyện Đắk Rơ Lấp, Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1987, trú tại xã Quảng Tín, huyện Đắk Rơ Lấp, về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16 tháng 10, anh Lê Bá Hòa, sinh năm 1987, là nhân viên trung tâm y tế huyện Đắk Rơ Lấp, trực tại khoa hồi sức cấp cứu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Hòa tiếp nhận bệnh nhân được chồng là Nguyễn Đức Thuận và người thân đưa đến cấp cứu do uống thuốc sâu. Trong lúc đi ra phía sau mở cửa phòng xúc ruột và hướng dẫn Thuận đưa chị T đến phòng xử lý, thì anh Hòa đã bị Thuận dùng tay đấm nhiều cái vào vùng đầu, mặt. Sau khi đánh nạn nhân, Thuận đi ra ngoài hành lang đập phá một số đồ đạc khác. Toàn bộ hành vi của Thuận đã được camera giám sát của Trung tâm Y tế huyện Đắk Rơ Lấp ghi lại. Theo kết luận của cơ quan chức năng, anh Hòa bị đánh gây chấn thương, xương nề vùng đầu và suy nhược sau chấn thương. Sau đó anh Hòa đã làm đơn tố cáo hành vi hành hung nhân viên y tế của Thuận. Khách quên rút chìa khóa, bảo vệ ngân hàng mở cốp xe máy, cuỗm hơn 10 triệu đồng. Ngày 26 tháng 11, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng tạm giữ hình sự một bảo vệ ngân hàng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu về việc trộm tiền trong cốp xe máy của khách hàng. Trước đó vào chiều 23 tháng 11, bà L, 52 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng, chạy xe máy đến một ngân hàng trên đường Nguyễn Hữu Thọ để giao dịch. Xong việc, bà quay ra thì không thấy chìa khóa xe. Sau đó bà phát hiện mình quên rút chìa khóa và chìa khóa thì vẫn còn cắm trên xe máy. Khi trở về, bà phát hiện cọc tiền 100 triệu đồng chẵn trong cốp xe đã bị mất 11,5 triệu. Nhận được tin báo, Công an quận Hải Châu đã truy xét, xác định nghi phạm là ông Nguyễn Văn Bảo, 52 tuổi, bảo vệ ngân hàng. Ông khai nhận chiều 23 tháng 11, thấy khách hàng là nữ, tuổi trung niên vào ngân hàng nhưng quên rút chìa khóa. Ông đã nổi lòng tham mở cốp xe, phát hiện một cọc tiền. Để khách hàng không chú ý, ông chỉ rút một sấp nhỏ chứ không lấy toàn bộ số tiền. Hiện Công an quận Hải Châu đang củng cố hồ sơ để khởi tố bảo vệ ngân hàng này tội trộm cắp tài sản. Người phụ nữ mất bạc triệu vì tin lời quảng cáo việc nhẹ lương cao trên Facebook. Ngày 26 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Công an huyện Ngọc Hồi đang tiến hành xác minh, làm rõ tin trình báo của một phụ nữ về vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 24 tháng 11, Công an huyện Ngọc Hồi nhận được đơn trình báo của chị V, trú tại xã Đắc Can, huyện Ngọc Hồi, về việc mới đây chị thấy trên Facebook đăng tin cần tuyển người làm thêm, lương 9 đến 10 triệu một tháng, không cần bỏ vốn. Chị đã nhắn tin xin việc và được nhận làm. Công việc của chị là tải app của công ty về, vào chọn mua đơn. Trên mỗi đơn hàng, chị nhận ngay 20% tiền hoa hồng và trả ngay về tài khoản của chị. Chị V đã thử mua đơn hàng đầu tiên với giá 100.000 đồng và được trả ngay 20.000 đồng tiền lãi về tài khoản. Tiếp đó, chị dần dần thử lên mua đơn hàng giá trị cao hơn là 1 triệu, 2 triệu và đều ngay lập tức nhận được tiền hoa hồng là 200.000, 400.000 về tài khoản. Ngoài ra, số tiền gốc mua hàng thì vẫn còn ở trong tài khoản mở tại công ty, có thể rút ra bất cứ lúc nào. Thấy việc kiếm tiền quá nhanh chóng và dễ dàng, mỗi ngày bỏ ra 10 triệu đồng mua đơn hàng là chị đã kiếm ngay được 2 triệu đồng tiền lãi. Chị V đã vay mượn bạn bè, dồn tiền tích cóp của gia đình để đầu tư, mua thêm nhiều đơn hàng hơn và nghe theo hướng dẫn, phải nhanh chóng nạp tiền mua vì mỗi đơn hàng khuyến mãi chỉ 5 phút là hết hạn. Tổng cộng từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, chị đã nạp tiền đến các tài khoản của công ty, thực chất là các tài khoản của đối tượng lừa đảo với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Lúc này chị cần rút tiền về tài khoản thì không thể rút tiền được. Chị nhắn tin điện thoại đến các tài khoản của công ty trước đó thì đều bị chặn mọi liên lạc. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và trình báo vụ việc đến cơ quan công an huyện Ngọc Hồi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.